Chào các bạn. Thời gian gần đây tôi đón nhận các cuộc điện thoại của mọi người tìm đến để xem, để hỏi các vấn đề mà mọi người quan tâm. Và có một câu tôi luôn nghe thấy, đó là ngoài việc trừ tà thì thầy có xem bói hay không? Thầy có xem cái gì hay không? Và thầy có xem giúp mọi người về các góc độ trong cuộc sống hay không? Tôi thấy là lấy làm lạ là vì sao mọi người lại hỏi như thế. Thì các học trò của tôi có nói và trao đổi với tôi là như này: các clip bắt trùng, bắt ma hay xử lý âm phần, tôi lại không nói đến cái trọng trách của mình. Cho nên có lẽ mọi người không biết được cụ thể những việc tôi làm hàng ngày như thế nào. Hôm nay tôi xin được phép nói lại để mọi người rõ hơn, hiểu kỹ hơn những gì tôi đang làm. Công việc hàng ngày của tôi bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Với tất cả các ngày trong tuần, việc của tôi đó là xem, soi cho mọi người ở các góc độ của cuộc sống. Trong đó tôi thiên về âm phần tổ tiên và phúc đức tổ tiên, vì đó là những cái vô hình mọi người không nhìn thấy. Tôi ưu tiên rất nhiều, rất cao vào điều đó. Danh của tôi là Thầy Long Tử Vi. Tử vi đó là phần nổi, bề nổi của mỗi con người. Nó là lộ trình từ nay về sau của mỗi con người. Nhưng cái ẩn sâu, nằm sâu mà mọi người chúng ta không ai nhìn thấy, đó là sự tác động rất mạnh của âm phần tổ tiên và phúc đức tổ tiên thì không ai nhìn thấy. Cho nên tôi lại thiên rất nhiều về phần âm, tức là xem về âm phần. Xem về âm phần tốt hay xấu thì xem về dương phần nó rất nhanh và nó càng cụ thể hơn. Khi mọi người đến đây, ở đây tôi xem cho mọi người đó là những gì diễn biến trong một năm của một bản mệnh, gồm vui, buồn, hạn hoặc là cơ hội đến với mọi người trong một năm. Khi mọi người đến, cái động tác đầu tiên đó là tôi đặt lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay của khách đến xem. Động tác đó là kiểm tra xem bản mệnh đó có vong tà đi theo hay không. Nếu không có, tôi cũng sẽ không nói. Tôi có thể nói là bạn không có tà đi theo, hoặc tôi bỏ qua, tôi xem luôn. Còn nếu như ai có thì tôi nói luôn bạn bị vong tà, và tôi sẽ hỏi triệu chứng. Khi khớp các cái triệu chứng đó thì tôi sẽ mời người đó ngồi xuống trận đồ để tôi giải miễn phí cho mọi người. Ở đây tôi giải tà mà các bạn hay nói đó là duyên âm hay là tiền duyên gì đó, thì tôi gọi nôm na đó là vong tà theo mình. Ở đây tôi giải miễn phí. Vì sao tôi phải nói cụ thể điều này? Vì tôi thấy rất nhiều khách đến đây đã phải đi giải tà rồi duyên âm hay gì đó, làm lễ này nọ, tốn mất không biết bao nhiêu tiền. Người thì 5 triệu, người thì 7 triệu, người thì 20-30 triệu, có người dân lên tới hàng 50 triệu mà chả giải quyết được gì cả. Tôi nhắc lại, đối với vong tà ở đây tôi giải miễn phí và có hiệu quả cụ thể. Đó là biểu hiện trạng thái cơ thể nóng lên một cách cụ thể, chứ không phải các bạn tưởng tượng rồi các bạn không biết được là tôi giải như thế đã được hay chưa. Ở đây tôi làm cái gì cũng phải có sự biểu hiện cụ thể. Đó là công đoạn thứ nhất. Công đoạn thứ hai, khi người ngồi vào kiểm tra vong tà xong, tôi sẽ bắt đầu xem về âm phần. Nhiều người cứ sốt ruột đưa ra câu hỏi và bảo tôi trả lời câu hỏi xem như thế nào, tôi đều nói bạn hãy bình tĩnh, đợi tôi xem âm phần tổ tiên. Vì nếu như âm phần tốt thì kết hợp với âm phần tôi sẽ trả lời câu hỏi của người đó một cách nó chính xác, cụ thể hơn. Còn nếu tôi không xem âm phần, tôi sẽ không trả lời. Vì âm phần là rất quan trọng. Các bạn chú ý, âm phần tổ tiên là rất quan trọng. Tôi sẽ xem bản mệnh đó, xem gia đình, phần âm đất cát có vấn đề gì không, có vong tà quỷ quái gì không, có vong tàu gì không, có âm binh tại nhà hay không. Sau đó tôi kiểm tra về âm phần tổ tiên, tức là kiểm tra về mồ mả. Hệ thống mộ mả có bị động hay không, có ngôi nào có vấn đề gì không, có ngôi nào thất lạc hay không, bản mệnh đó bị tác động bởi phúc đức như thế nào, rồi có trùng tang hay không, có cái hạn nào diễn ra bởi sự tác động của âm phần hay không. Tôi sẽ xem hết một lượt, sau đó tôi mới đi vào trả lời các câu hỏi. Khi xem hết những cái diễn biến trong một năm cả về âm phần và dương phần, nếu người nào đó muốn quan tâm đến sự nghiệp, đến tương lai xa hơn, thì tôi sẽ kết hợp xem sơ tử vi. Xem sơ ở đây đó là xem sơ xem công danh sau này thế nào, xem sơ xem cuộc sống vợ chồng sau này thế nào, con cái ra sao. Còn nếu như ai muốn quan tâm sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, đó là tất cả các góc độ của mình từ về tương lai, thì người đó sẽ tiến hành có lời với tôi để tôi xem về tử vi trọn đời. Đó là một bảng tử vi với phần luận giải đầy đủ các cung, các hạn để mọi người biết được lộ trình tương lai của mình là như thế nào. Đó là nhiệm vụ của tôi, trọng trách của tôi. Vậy thì các bạn hay thấy tôi xuất hiện trên các clip bắt vong tà này thì nó từ đâu ra? Thứ nhất đó là từ chính các gia đình của những người khách đến đây. Người ta có vấn đề, khi tôi gọi ra vấn đề người ta thừa nhận vấn đề và người ta nhờ tôi giúp, thì lúc đó thầy trò tôi sẽ xuất quân. Ngoài ra tôi còn đến những nơi, những địa điểm theo các cái lời mời, các cái lời nhờ vả của những người ở địa phương đó, nhờ thầy trò tôi đến giải quyết một vấn đề mang tính chất cộng đồng, thì lúc đó tôi và các học trò cũng sẽ xuất hiện ở tại đó để xử lý các vong tà và các hiện tượng bí ẩn nó được gây ra một cách rất khó hiểu, và hậu quả của nó thì rất tai hại. Đó là những nơi mà thầy trò tôi đến. Đó là công việc của tôi hàng ngày. Đó là những nơi chúng tôi đến thường xuyên. Và các bạn sẽ còn gặp thầy trò tôi trên những nẻo đường, những điểm đen. Điểm đen ở đây đó là điểm đen về âm phần. Nó sẽ có nhiều sự xấu diễn biến ở đó thì thầy trò tôi sẽ có mặt. Và tôi xin trân trọng kêu gọi tất cả các bạn trên tất cả mọi miền trên Tổ quốc. Các bạn thấy nơi nào có hiện tượng gì mang hơi hướng tâm linh, các bạn hãy inbox hoặc gọi điện cho thầy trò tôi. Chúng tôi sẽ có mặt luôn và ngay nếu như chúng tôi xác minh điều đó là thật và chúng tôi cần phải đến. Chúng tôi sẽ đến. Ngoài việc tôi nói, công việc tôi làm hàng ngày, tôi xin hôm nay tôi xin bổ sung thêm cái gọi là đạo làm thầy. Ngoài cái từ thầy trong lĩnh vực giáo dục, tôi xin phép mạn đàm về từ thầy trong giới tâm linh. Các thầy, tôi không biết các thầy pháp cao đến đâu, tâm sâu như thế nào, trình độ văn hóa đến đâu, nhưng nghe các lời chửi của các thầy, tôi thấy ngay một điều, nó thể hiện cụ thể một điều: các thầy vô văn hóa. Vô văn hóa tức là vô giáo dục. Vô giáo dục thì đừng có đứng lên để làm thầy, vì chữ thầy nó gói gọn và bao gồm rất nhiều những yếu tố của một con người. Cũng giống như các con nhang đệ tử hay những người tín tâm tín vào người thầy đó, những người đó cũng là những con người u mê. U mê ở chỗ khi đã dành từ thầy cho một ai đó, nó phải bao gồm cái sự kính trọng. Tôi đang nói đến từ kính trọng ở đây đó là việc trần, việc đời. Thì các bạn hãy nhớ đời và đạo nó là một, nó không bị tách rời đâu. nó không phải là hai cái phạm trù khác nhau đâu, nó là một. Người thầy nào hành đạo thì người đó phải có bản mệnh, phải có cái tâm, phải có cái đối nhân xử thế của một người thầy đừng có đúng nghĩa ở ngoài đời. Chứ các thầy đừng có vin vào cái việc thánh, đẩy mình lên vị thế là thầy, sau đó loạn ngôn, chửi người như là rơm là rác. Lúc đó coi như mình giống như một vị thế, một vĩ nhân nào đó. Tôi xin lỗi những người đó vận hành ngôn từ. Tôi xin lỗi đến con nhang đệ tử, trình độ có khi nó còn cao hơn. Vậy thì cả hai thứ u mê này gặp nhau thì nó thổi bùng lên một cái, đó gọi là một niềm đam mê, giống như kiểu gọi là bởi vì đam mê của Phan Đình Tùng. Nó sẽ đưa xã hội này thụt lùi, nó sẽ đẩy cho cái nền tín ngưỡng của Việt Nam đi theo một chiều hướng gọi là đi xuống, và đẩy người dân xa dần với tín ngưỡng Việt Nam, đạo mẫu Việt Nam. Người ta sợ những người thầy đến xem một cái chửi người ta như hát hay, con nọ thằng kia, ăn nọ uống kia. Tôi nghe những ngôn từ mà tôi thấy dùng mình sởn gai ốc. Vậy thì các thầy tự định cho mình một cái tên thầy, thì các thầy hãy nhớ, đã là thầy thì trong đạo hay ngoài đời nó đều là một. Vậy các thầy hãy thể hiện cho mọi người biết một điều, cho con nhang đệ tử của chính mình biết một điều, là người có văn hóa, sau đó là trình độ. Là thầy thì trình độ phải hơn người, đừng thể hiện theo kiểu không có trình độ, vô văn hóa, lợi dụng tâm linh, đẩy vị thế là thầy. Và tôi có lời thứ hai với những người tín ngưỡng nhất tâm vào việc thánh nhưng bị u mê, không biết đặt niềm tin. Các bạn hãy chú ý thế nào là thầy. Thầy là người dẫn đường chỉ lối, thầy là người giống như một cái tấm gương soi cho các bạn trên bước đường phát triển. Người đó phải đủ sáng, cái gương đó phải đủ sáng, chứ không phải người ta tung hô người ta là thầy, người ta lấy việc thánh ra người ta hăm dọa, rồi người ta nói là bạn sẽ thế nọ, bạn sẽ thế kia, nếu như bạn thế nọ, bạn thế kia. Xin lỗi các bạn, không có một thánh thần nào dám làm một cái điều gì đó nó gọi là bất quy tắc. Quy tắc ở đây đó là gì? Đó là thuận theo luân thường đạo lý. Đừng có lôi thánh thần vào đây để đẩy vị thế, và đừng lôi thánh thần vào đây để báng bổ những cái hành động, bao biện cho những hành động thối tha của các người gọi là thầy, dùng từ một cách vô văn hóa. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các người gọi là có vị thế là thầy và các con nhang đệ tử đang u mê trong cái cõi tâm linh này. Đối với tôi, bản thân tôi biết mình đang là gì. Mọi người đến đây cứ gọi thầy xưng con. Tôi xin lỗi với mọi người, tôi đều nói các bạn hãy xưng hô một cách bình thường đi. Tôi không kiểu cách đâu. Và vì sao tôi nói điều đó? Vì tôi tự cảm thấy bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, tôi mới xứng đáng nhận cái từ thầy. Các bạn chú ý, những người đã từng đến đây, các bạn hãy lên tiếng giúp tôi điều này. Ai đến đây, nhất là những người hơn tuổi, cứ gọi thầy xưng con, tôi đều nói cô ạ, chú ạ, bác ạ, ông ạ, bà, anh ạ, chị ạ. Tôi chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu, tuổi em trong gia đình mà thôi. Hãy xưng hô một cách bình thường. Tôi không phải là người kiểu cách, vì tôi tự cảm thấy tôi cần phải hoàn thiện hơn nữa, tôi cần phải nỗ lực hơn nữa, tôi mới dám để đón nhận cái từ thầy. Vì trọng trách của từ thầy nó rất lớn lao. Cái từ thầy này nó rất cao, vì nó có vị thế xã hội rất lớn. Tôi chưa dám nhận. Tôi chỉ dám nhận mình là người đồng hành cùng mọi người, với cái năng lực tâm linh hơn mọi người. Các thầy ở đây không phải, tôi không phải là gom hết tất cả các thầy lại để nói xấu, không phải như thế. Vì ở đây có những con sâu làm giàu nổi canh, có những người rất đáng trọng, rất đáng gọi là thầy trong giới tâm linh. Nhưng cũng có những người đến cái đối nhân xử thế tối thiểu còn chưa biết thì làm thầy của ai được. Đừng lôi đạo vào đời như thế. Luật nhân quả và luật thanh lọc các thanh đồng đã thực sự bắt đầu. Các bạn chú ý, chuẩn bị và đang diễn ra những cái chết bất thường của các con số thì hãy đừng lấy đó là điều ngạc nhiên, vì tôi đã là người vận hành cái luật đó, nó đã thực sự bắt đầu rồi. Tôi sẽ là người đứng mũi chịu sào, chịu cái hậu quả lớn nhất nếu như tôi phạm lỗi, vì người vận hành điều đó phải là người như thế nào thì tôi phải tự biết tôi sẽ như thế nào. Các bạn hãy cùng tôi song hành với luật nhân quả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.